Ừ, bởi vì ông Phật ổng nói nè, ông nói bính dần tật bệnh chiết bao, nói cho gà trẻ gái trai hay mừng, bính dần đa bệnh lại còn đa binh. Ừ, rồi bính dần sao nữa đây Đinh nè, Mão bính ngẩn ngơ, bính dần đinh mão ngẩn ngơ, cơn bất loạn, ừ, như cái tơ bệnh gối đó dài cuồng đó. quá Ừ. ha, bệnh không rồi khí độc nữa Ừ. quá. Chết chóc dữ lắm cưng ơi cưng, thời đại này là cưng biết nó mở màn đó, nó mở màn cái là đói đau rồi lại còn đa bệnh đa binh đi tới ầm ĩ nữa, rồi lại còn là chiến tranh giặc giã bây giờ hả cưng biết không, cái nước miên bây giờ đó hen là nó chịch nó gượt chịch nó gượt chịch nó gượt. Quý đồng đạo và quý anh em kính mến, hãy gắng lo tu hiền cúng lại niệm Phật để chờ ngày gặp hội Long Hoa, để chờ ngày thầy trở lại, chờ ngày thầy tổ trở về. Bởi vì thầy có nói đó, thầy nói ít lâu ta cũng trở về, phiên cùng bốn đạo chớ hề lãng sao. Nên mình gắng lo cúng lại niệm Phật cô bác anh em ơi. Chữ tu không phải lời thề nghe, mà không nhớ đến thì khó kệ tiên bang đó. Tu hành đâu tốn tiền xu, ngày sau hưởng đặng tòa vàng quốc vương. Tu cho qua cửa Diêm Phù cô bác anh em ơi, khỏi xa địa ngục mà ngao du thiên đường. Tu cầu cha mẹ thảnh thơi, quốc vương thủy tổ chiều mơi phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen đó nghe. Người tu phải lánh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lị mình. Tu là sửa chọn ân tình, tào khang chồng vợ bố kình đừng phai. Tu cầu Đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này. Chữ tu chứ khá trễ chày, phải trao phải sửa nghe thầy dạy phiên. Sớm phìa ba tánh cần chiên, nghe lời dạy bảo cảnh tiên dựa kề. Tu hành nguyện ước cầu mai anh em ơi, thượng quân hồi phục là ngày an cư. Tu cho kẻ bạo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cũ quyền chờ trông. Tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm pháp bồ đề vững chắc. Giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thắng tất tình mới giữ vẹn đạo chung. Trừ lục dục chớ cho ô nhiễm. Chị gì bà Năm ơi, bà Năm cho cô hỏi một câu ha. Là thì lần trước cô cũng có hỏi bà Năm về cái Tết năm mẹo và năm mẹo như thế nào. Vậy thì bà Năm ơi, thì có người nói đó là cái năm mẹo này đại nạn lớn lắm, thì theo như bà Năm là như thế nào? Thì chắc cũng cỡ đó đó cưng, chứ không nhỏ đâu. Bị gì năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lỵ tuôn dầm về, lỵ tuôn dầm về cưng ơi. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương gồng lộn ê hề thay thi. Chặng trình truyền sắm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời gán chi. Hiền nhân bổn phận tu mi hải cha mau, phải trao phải sửa nghe thầy dạy phiên. Gán nghe lời dạy bảo đi, ông Phật ổng nói rồi để nghe cưng. Ổng nói tu hành đâu tốn tiền xu mà sao hưởng đặng tòa vàng quốc vương đó. Rồi ông biểu mình ha, gán lo cúng lại, gán lo niệm Phật. Bởi vì ông Phật ổng xuống thế, ổng cứu dân, ổng dạy thế gian. Ổng biểu mình gán tu hiền cúng lại niệm Phật. Rồi ổng biểu mình là phải hạ thủ công phu một cách ngon lành, một cách chín chắn. Không chín chắn chỉ luống công thôi, rốt cuộc sanh tử vẫn quần sanh tử, không thoát ly ra được. Đó là về phương pháp tịnh độ, về phương pháp niệm Phật. Vì ông Phật ổng dạy đó nghe, ổng nói rồi đó, ổng nói á, tu cho qua cửa Diêm Phù nghe, khỏi xa địa ngục mà ngao du thiên đường. Tu hành nguyện ước cầu mai thượng quân hồi phục là ngày an cư. Tu cho kẻ bạo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cũ quyền chờ trông. Rồi biểu mình đó nghe, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càn, trong lúc đó niệm cho lấy có. Tất nhiên cái người tu hiền mình phải hạ thủ công phu ngon lành, và phải ngồi nín thở niệm 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 niệm, nín thở niệm niệm,
Mà trong cái số mình niệm Phật đó, mình phải quyết định đó là một thời cúng của mình là 50 câu hay là 100 câu. Mà mình không nhớ thiên nhớ địa thì đó là chắc lụm rồi đó. Còn nếu mình còn nhớ thiên nhớ địa là chặt lắc nghe cô bác anh em. Ông Phật ổng nói rồi đó, ổng nói nguyện tiếng chuông lành thông các cõi, thiết di địa ngục cũng nghe gành. Mình cô cúng lại rồi, mình ngồi xuống mình tịnh, mình niệm, mình phải quyết tâm và định tánh của mình lo niệm Phật cúng lại, rồi lo nín thở mà niệm niệm nha. Nín thở mà niệm 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 chứ đừng có thở ra thở vô rồi nó phóng dữ lắm luôn, nó không có chú định được. Bị vì cái tam bành lục tặc trong bụng mình nó đeo nhiều lắm đó cô bác anh em. Nó đeo nhiều lắm. Ông Phật ổng nói nè, Phật ở đâu mà lại chẳng tìm, nếu ta được chủ tâm thanh tịnh, nguyện tiếng chuông lành thông các cõi, thiết di địa ngục cũng nghe gành. Rồi tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du thiên đường, hay là diêm phù chân chúa chọn người tu, hành phạt ác hung chốn ngục tù, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức, hỏi bớ dương trần hải gán tù. Đó là diêm chúa yêu người hiền thảo đó, trọng những ai biết niệm Di Đà. Nếu cô bác anh em mà niệm Di Đà dính liền đấy em. Di Đà sáu chữ nói liền, lòng phạm gứt sạch qua liên giữa kề, nằm ngồi đi đứng đừng quên, Di Đà luôn niệm được lên tòa vàng. Di Đà luôn niệm đừng phai, lâm chung mắt đặng công dài quá cao. Thì tất nhiên dòng lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, thì nặng tay cũng thoát như không. Hay là chữ lục tự trì tâm bất diễn, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Gán lo trì tâm tưởng niệm canh thâu, ngồi đi đứng hay nằm chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp rồi cô bác ơi. Nên anh em hãy gán tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ gõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm bạo ngược, ta phần hồn dạo khắp thế gian, vào sát trần nước mắt chứa chan, khắp nghe lê thứ nghe lời thì ít, chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt rồi, nên dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mơ, chớ chẳng nói dông dài khó hiểu, gán lo cúng lại niệm Phật đi. Ông Phật ổng sẽ độ mình, ổng sẽ cho mình qua cửa diêm phù đó cô bác anh em. Ổng nói nguyện tiếng chuông lành thông các cõi, thiết di địa ngục cũng nghe gành. Thì tất nhiên mình niệm Phật niệm Di Đà hoài, lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, thì nặng tay cũng thoát như không. Gán lo cúng lại niệm Phật, gán lo hạ thủ công phu ngon lành. Người niệm Phật phải hạ thủ công phu một cách chín chắn, nếu không chín chắn chỉ luống công thôi, rốt cuộc sanh tử vẫn quần sanh tử không thoát ly ra được đó. Thử ra từ chỗ đó mà mình gán niệm Phật, gán cúng lại cô bác anh em ơi, đặng còn sống sót, đặng coi đời với người ta, để ông Phật ổng vũ sổ lần này đó nghe, là tiêu hồn tiêu xác luôn, không ai còn tồn tại cả. Chỉ có cái người tu mà tu thiệt tâm nghe thì được thánh thơi, mà tu giả dối thì lao thì lý. Rồi ổng còn dạy mình đó nghe, ổng biểu mình gán lo tu hiền cúng lại niệm Phật, rồi gán lo trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Gán lo cô bác anh em ơi, thời đại này gấp gút lắm rồi, đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt đó. Tiêu còn diệt nữa nghe cô bác anh em. Phật nói đó, thật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Rồi ổng còn dạy mình nữa nha, ổng nói mình đó, tu hiền nguyện ước cầu may cô bác anh em, thượng quân hồi phục là ngài an cư. Gán cúng lại, gán niệm Phật, gán hạ thủ công phu ngon lành, đặng nữa mình làm dân Phật quốc với người ta, chứ đừng có để mà chết đến. Gán tu đặng mà chết, chứ đừng có chết đến mà chẳng có tu nghe. Chị thì Năm ơi, bà Năm cho câu hỏi là việc biết chuyển thiên cơ gấp gấp, là thiên cơ gấp gấp là theo như thầy nói là như thế nào bà Năm? Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp là đời cùng rồi em ơi, hạ quân hết đời rồi, thành thử ra mình phải tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng đó. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt đó. Rồi ổng nói Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Gấp kịp, gấp dữ lắm, không còn kịp nữa cô bác anh em, không còn kịp nữa. Bị gì cái tâm của mình á,
nó chứa quá nhiều cái quả diệm sơn ở trong á. Chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Chớ chứ hờn, chứ giữ ích chi. Rồi ông nói, gán tu đắc đạo cứu củ quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Tu cho kẻ bảo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ củ quyền chờ trong. Định thần dẹp hết tà tâm, quần lai bổn tánh thần khâm quỷ nhường. Hoàn cầu trái đất chuyển xây, nghe cô bác anh em. Gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức không màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua đó. Biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Gán lo tu hiền cúng lại niệm Phật đi. Đừng có dông dài, đừng có mà hỏi cái gì nữa hết trơn. Lo tu hiền cúng lại niệm Phật còn không kịp nữa kìa mấy em. Không kịp với cái thời mạt pháp, không kịp với cái đời Thượng Quân Thánh Đức đã sắp chuyển biến. Và không kịp với cái quả diệm sơn của mình, nó chưa kịp tắt. Thành thử ra mình niệm không kịp đó. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin rất là chân thành cảm ơn bà Năm đã có những lời chia sẻ tốt đẹp đến cho bà con hiểu biết thêm và để tinh tấn trên con đường đạo đức. Thì câu hỏi tiếp theo của em cháu được hỏi là thầy có cho biết một đoạn giảng, thầy nói là mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê. Thì con mèo này là tới năm mẹo, là tới đầu năm mẹo rồi, là con mèo này rồi. Mà lao sao là như thế nào, gọi là lao sao? Có phải là giặc giả chiến tranh không vậy bà Năm? Dạ, thì, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì giặc giả chiến tranh tàn khốc nó tới đó chứ còn gì nữa. Rồi ổng còn nói câu nói nữa nghe cưng, để dì đáp câu nói cho cưng nghe nè. Kể rồi cuộc loạn quân tần, nói cho tứ thánh bắt dần hay không, là lạng rồi đó. Lạng rồi đó nghe cưng, không có còn bình yên nữa đâu nghe. Giặc chạy lăng xăng ở đâu cũng đánh, đánh nhau tầm bậy tầm bậy, đánh nhau chỗ nào cũng chết. Chạy lăng xăng lắm, không có còn kịp nữa đó. Thì con có được biết thêm thì sau này con có biết trong cái giảng của thầy, thầy nói là mai sau nhiều cuộc đắc cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, thì đất cài đó là như thế nào mà mình phải bắt chạy như vậy bà Năm? Đất cài là tại vì nó qua nhiều nước. Nó qua nhiều nước, nó qua 18 nước chư hầu á. Thập bát quốc làm hội đầu sơn, thăng thiên độn thổ nhờ ơn Phật trời đó cưng. Nó qua tới 18 nước. Còn trước là nó qua liền 5 nước chặt đường, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông, là tất nhiên đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Mai sau nhiều cuộc đất cài đó là chỗ đó đó, đó cái chỗ mà chiến tranh giặc giả tàn khốc nó kéo đến đó. Còn thầy nói là khắp đến lúc đó thì bốn phương có giặc, là lúc đó là giặc đến luôn đó ha. Giặc bốn đến luôn. Đến chừng đó bốn phương có giặc, giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy sẽ mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng củ quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Dạ, con có nghe nói là thầy nói là sau này là còn có một cái cuộc chiếu manh giành xét khắp hoàn cầu, ó ghé một nơi. Chiếu manh đó là cái gì vậy mà Năm? Chiếu manh, chiếu manh là cái chỗ chiến tranh tàn khốc, cái chỗ là 18 nước chư hầu nó kéo qua, nó làm hội đầu sơn ở tại Châu Đốc. Nó kéo qua thập bát quốc mà làm hội đầu sơn, thăng thiên độn thổ nhờ ơn Phật trời. Mà ông nói tam châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, thập bát chư bang động can qua, dương gian mãnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tà, tầng bang hậu hận tiên diêu động, nam quốc lương dân kiến linh xa, phồn qua đô hội lưu gian quyết, dư đảng dọc ngang cấp mà ha. Trời ơi dữ lắm cưng ơi. Tam châu đó là cái tam châu là ở tại Châu Đốc hả bà? Ở tại Châu Đốc. Tam châu đó là chỗ nào vậy bà Năm? Ngay chân Châu Đốc đó. Dạ. Ngay chân Châu Đốc, ngay châu ngay châu. Đó đó. Ba chữ châu đó gộp thành một Châu Đốc. Dạ. Vậy là chỗ đó là chỗ 18 nước vào đó ha. 18 nước á. Quá ghê ta. Nó qua đó cưng ơi, nó qua rồi. Bởi vậy thầy mới nói mình mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Lập rồi cái hội Long Hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu nghe cưng, thảm thương ba tánh chính chiều ruột đau.
À, có chỗ thầy nói là đứng sau lưng hình dốc dãy chân, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự đẩy lừng ngạn tay. Thầy nói đứng sau lưng là hình dốc dãy chân là cái gì vậy bà? Đứng sau lưng đó hả? Đứng sau lưng hình dốc dãy chân đó hả? Dạ. Là cái chỗ là 18 nước chư hầu nó kéo qua rồi mình ở sau lưng nó, chứ mình đâu có ở trước mặt nó được. Mình ở sau lưng nó rồi mình thấy là cảnh hồng trần tợ biển mênh mông, đó là mới là sợ chết ước mong rồi mà không ai cứu bởi lòng ác gian đó con ơi. Ác gian. Dạ, còn thà ông Ba Thới có nói là thương ba năm không chợ giống chiều, nhà không thì ở điểm gì năm mô, nghĩa là cái đợt vừa rồi, đợt dịch vừa rồi là không phải cái đó hả bà năm? Cái đó chứ còn gì nữa, không phải cái đó. Dạ. Ba năm không chợ nhóm chiều là mà cưng có tin là ba năm hay là biết nhiêu năm không? Đó ông Phật à, ông nói khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại rồi mà còn gì nữa mà. Mà đâu có phải ba năm, người ta chết cả làng cả tỉnh rồi cứ thấy ông sư giải ông còn nói nữa, chết chẳng đặng thay bó bì, cậu cô chú bác cô gì để tan. Bó bì là sao vậy mà năm? Bó bì là không ai bó hết trơn, trần chuồng. Trần chuồng đó. Còn ghê ha. Còn có chỗ ông chỉ giải nói là ngồi trên đảnh núi treo leo. Thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Nó. Bèo trôi sông đó con. Bèo trôi sông là kêu bắn chết sạch sạch luôn. Dạ, quá ha. Bởi vì lúc này mình còn thời gian này là lúc ăn xá này là một lúc đoạn cuối nè. Thầy nói là ăn xá chỉ còn cái đoạn này, còn không tu là bắt đầu là trễ. Bởi vì ổng nói đó, ổng nói mà sao để chờ sắm nổ dân thình này, bá tánh ăn năn đã muộn rồi. Ổng nói câu khác nữa, ổng nói nước có loạn mới biết tôi chung ha, nhà có nguy mới hay con thảo, là cái lúc này nè, cái lúc nhà nguy biến nè. Dạ. Cái lúc loạn lạc nè, cái lúc chiến tranh giặc giả tàn khốc nó sắp kéo đến nè cưng, nó kéo đến. Dạ, thì con có coi trong cái quyển đồ thư của Đức Bổn Sư đó bà năm, thì con cũng học kinh lực nhưng mà học ít thôi. Thì con có trong quyển đồ thư đó có nói là vào cái năm tỷ đó là giặc nó kéo qua, nhưng mà mình không biết cái năm tỷ nào thôi. Còn cái việc ở trong cái giảng xưa thì có nói câu là long dĩ xà đầu khổ chiến tranh, căng qua xứ xứ khổ đau binh. Long dĩ cũng là con rồng với con rắn đúng không? Ghê bà năm. Con rồng con rắn vào cái năm rắn. Mà cứ nghe ông Phật ông nói câu nói này nè, ông nói hết thình rồi lập nhân hoàng hội ra, rồi ông nói đinh tị ha. Bữa nay tao mới thố lộ cho mày biết đó. Đinh tị sấm nổ thình lình, nhân dân sao xiến nước mình có vua. Bữa nay tao mới nói đó chứ không thôi tao không nói, tao cứ nói hết thình không chứ tao không nói nữa. Đúng cái chân tỷ luôn. Ngay lắm. Thì trong sách nạn trình cũng dễ vậy luôn. Cũng để là cuối cái năm thình. Đầu cái năm đó. Đinh tỵ đó. Đinh tỵ sấm nổ thình lình. Mà mấy em nên tu cho chín chắn nghe. Đặng nữa mình nghe ba tiếng sấm nổ là thinh không gao ba ngày ba đêm. Âm thinh gao khắp. Ba đêm về trước mênh mông cứu người. Núi ta đất sụp bớ người luôn. Sơn là Di Sơn đảo hải thương người không tin không căng. Yeah. Thương người không căng quá hay mà năm. Bởi vì thấy lúc đó là mình ở trên tu hành mình ở trên dần xuống nha, đời đứt ruột đứt gan sao cưng chịu nổi thiệt luôn, sao chịu nổi khóc nó cưng thấy cha mẹ con cháu mình chết rồi mình đâu cầm lòng được. Không có đâu cưng, cha mẹ cháu con mình không có chết. Bởi vì nhất nhân đắc đạo củ quyền thân này. Còn cô bác anh em ta ở lại đó, người ta không có tu đó, người ta chết dữ lắm luôn. Tôi nói em là thay phơi chặt đất ngổn ngang, đầu trôi sóng dập ngổn ngang hai hồ, phiên tầng hai nước mưu đồ bị hồ phá tan. Bị hồ phá tan. Hồ là bị cái nước hồ ha. Đâu có, bị cụ hồ mình. Ông cụ hồ mình ổng phá tan cái đám mà thiên ma đó, cái đám ma binh đó với cái đám mà giặc giả chiến tranh tàn khốc đó. Rồi ổng chết rồi còn đâu thâu.
Dạ bà Năm ơi, thì trong giảng của thầy hay là trong giảng của các vị thánh nhân có tiên tri là sau này có khí độc bà Năm? Có giờ, chứ. Cho bây giờ con thấy là hiện giờ là mình bị ho với cảm xúc dữ lắm rồi đó. Ừ. Bởi vì ông Phật ông nói nè, ông nói bính dần tật bệnh chiết bao. Nói cho gà trẻ gái trai hay mừng, bính dần đa bệnh lại còn đa binh. Ừ, rồi bính dần sao nữa đây nè, bính ờ ừ. Bính dần đinh mão ngẩn ngơ. Cơn bốc bỏ. Ừ, như tơ gối cuồng đó. Ừ. Quá ha. Ừ. Bệnh không rồi khí độc. Ừ. Quá. Chết chóc dữ lắm cưng ơi cưng. Thời đại này là cưng biết nó mở màn rồi đấy. Nó mở màn. Nó mở màn cái là đói đau rồi lại còn đa bệnh, đa binh đi tới ầm ĩ nữa rồi lại còn là chiến tranh giặc giả bây giờ hả cưng biết không? Cái nước miên bây giờ đó hen là nó chích nó gượt, chích nó gượt, chích nó gượt. Đúng rồi. Ừ. 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 Chích nó gượt đó. Nó không có kể cưng đâu, nó không kể già trẻ bé lớn gì đâu hen. Yêu cầu cưng cưng sáp qua nó mà cưng ngồi hơi đông đông cái là nó gượt. Dạ vừa rồi đó nó cũng gượt đó. Ừ. Phóng xong chết mấy người đó. Ừ, nó gượt á. Trời ơi dữ lắm rồi cưng ơi cưng, bởi vì có anh em đồng đạo lại hỏi tôi nữa nè, hỏi chứ tại sao mà miên nó thù mình cái gì dữ à bà Năm mà chịch qua nó gượt, chịch lại nó gượt. Rồi tôi mới nói là tầng ban hậu hận tiên diêu động. Nam quốc lương dân kiến lương xa, phồn qua đô hội lưu gian quyết dư đảng dọc ngang cấp ma. Là cái chỗ cái câu bà đọc là nó hận mình hả? À? Ừ. Tầng ban hậu hận là tầng là miên hả? À? Ừ, nó hận mình đó. Hậu hận mình. Ừ, nó hận mình. Diêu động là nó có hành động. Nữ. Ừ. Cái này nó ác chúng ta. Ừ, trời ơi, miên mà không ác cưng ơi cưng, khờ me đỏ không đó. Chứ miên dân thì nó không 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 có làm gì mình nghe, nhưng mà khờ me đỏ không. Khờ me đỏ là cưng biết nó để tóc ngang vai không. Dạ. Ừ. Thì cái trận vừa rồi ở trong ba chút đó thì cũng nó đó. Nữ, có một hai người đó mà nó gượt cả nùi đó. Nó gượt nó giết đó cưng thấy không. Dạ, bởi vì bây giờ bà Năm ở thành phố đó, người ta lúc trước mà người ta gọi là dịch bệnh đó, người ta hỏi mình cúng ký ông cha ăn lạc chứ lắm. Ừ. Còn bây giờ hết dịch thì cái người ta tưởng nó hết, người ta không có ai tu hết chứ. Dạ. Người ta không tu đó bởi vì ta khổ. Khổ lắm nghe cưng, chứ không phải đơn giản đâu nghe. Không tu chừng khổ cũng mừng nghe. Tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Không làm thì ắt mang eo, làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Dạ. À, vậy theo như bà Năm đó thì cái đợt dịch tới này đó là nó nguy hiểm hơn cái đợt dịch này không bà Năm? Đợt dịch vừa rồi đó. Trời ơi. Đợt dịch rồi đâu có thấm tháp gì. Ờ. Ờ, đâu có thấm tháp gì đâu. Cái đợt dịch tới này mới té đái té cứt, mới nằm ngửa nằm nghiêng nè, bị gì? Năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lị tuôn dầm về. Ừ. Khóc cho mày thấy. Khóc như mưa bắt luôn. Trời ơi ông Phật, ông nói cảnh sông máu núi xương tha thiết. Dữ lắm cưng ơi. Sông máu. Ừ. Sông một dòng sông máu không? Ừ. Núi là một núi, một núi xương là ừ, núi xương ừ. Cảnh sông máu núi xương tha thiết. Chưa, không tu ừ. Ừ. Không làm thì ắt mang eo. Là. Xin hỏi bà Năm là chừng lao sao ác thú non tàn. Có phải là ác thú này là con miên không gì bà Năm? Ừ, miên. Nó đi tới đâu á là nó giết người ta tới đó rồi nó đốt nhà tới đó ngang cân. Vì đâu bốc ngọn lửa tầng mà lòng tăng sĩ như dần nát tan, nghĩ mình chọn kiếp con quan quê hương gài đá. Dặm chàng sơn xiên. Ừ, dặm chàng sơn xiên à. Còn một cành quyên từ đường hôm sớm luống phiền chờ trong. Người đọc viết thành đọc giảng cho để nói lại. Dạ. À, có nghĩa là gì đó bốc ngọn lửa tằn, có nghĩa là lửa tằn đó là lửa tằn là lửa, là nghĩa là một đại diện cho một cái việc là nó đau khổ, nó tràn qua đặng nó để nó chiến tranh nó xâm chiếm mình là lửa tằn. Còn tằn là miên đúng không bà Năm? Tằn là miên, tằn là lửa tằn cũng nó đó con, lửa tằn luôn mà lại còn nó đi tới đâu ha, nó đốt nhà tới đó rồi nó quay thịt heo tới đó luôn đó, chứ không phải đơn giản đâu nghe. Nó con nít bị lớn là nó xé không đó, nó xé không cho con biết. Dạ. Yeah. Ừ. Dạ thì kính thưa bà Năm, đức thầy cũng cho biết là
gắn to tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống tha dương trần, mà hiện bây giờ người có mấy những người dân ta nói là gắn với gắn vít này kia người ta không đủ, người ta bắt ta ăn nữa, làm sao mà còn để tha dương trần? Hay năm là gắn nó nằm ở đâu, là năm mà tèn phẹt ơi lạc đề trên rồi không được gắn thôi, gắn không đủ ăn, có đâu mà không đủ ăn nữa, sao nó dậy đen, nó dậy đen rồi cưng biết sao không, đức thầy mà đứng mà không thấy cái đầu đó là cưng biết rồi đó, là gắn to đó đó. Tuy mặc dù bây giờ nó ẩn rồi nhưng mà thầy cũng có nói là bây giờ là hai cái đầu nó bị dằn hết rồi, thành thử ra nó không có nổi được. Rồi sau này nó nổi, nó tha dương trần là cơ bằng nó to dữ lắm luôn, mà nó tha sạch xanh luôn, rồi nó không có kể đâu ngang cưng. Nó tha dương trần là nó tha sạch trơn luôn đó cho cưng biết. Dạ thì bà Năm ơi, thì trong cái thời hạn của mặt pháp này mình phải tu cái pháp môn nào để tranh thủ lên cho nó kịp bà Năm, để cho nó không kịp bà Năm? Tràn ô pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là ông Phật ổng nói thấy người tu niệm đáng thương, cùng mới chỉ đường tịnh độ giảng sanh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh gán phụng hành kẻo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thiền giác rước đưa sanh chúng. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ. Ao sen báo Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Gán tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Em làm sao mà tâm em được phát, được nghe rõ ràng, mình không nói chuyện, mình không có liếc ngó ai hết, nhưng mà lỗ tai mình nghe sáu chữ A-di-đà gành gành đó là mình được tâm phát rồi đó mấy em. Được tâm phát bồ đề vững chắc rồi đó. Dạ, Phật cỡ đâu mà lại chẳng tìm, nếu ta được chủ tâm thanh tịnh. Em nghe câu đó em mê hả? Mê. Giống như nói là tìm cho được chủ nhân ông, còn ẩn ánh trong dòng sanh chúng. Càng người khó lắm cưng ơi, khó tìm. Chủ nhân ông là ai vậy bà Năm? Thì ông Phật của mình đó. Ông Phật tánh mình hả? Ông Phật tánh mình đó. Đức Lục Tổ ngày nay gắn thấy tánh đừng lòng sao lãng, tu sao lìa đời hẳn thế phế vong, hiểu đại thừa thấy đặng tâm thông, phải cung kính hết lòng cầu học. Ông Phật ổng nói rồi đó nghe, một lòng hành đạo tiếng đồn có khi, một lòng kinh sử rồi mài, chờ sao gặp hội ra tài văn thi đó. Rồi ông còn nói câu khác nữa, ông nói hệ con thể giữ trọn lòng, đương nhiên đắc đạo thoát dòng tử sanh, đừng chấp việc núi cao gừng thẳm, hay là đường muôn dặm xa trong. Gán tu cưng ơi cưng, thời đại này mẳng manh lắm rồi, lo tu hiền cúng lại niệm Phật đi, lo hạ thủ công phu ngon lành. Người tu hiền phải cần hạ thủ công phu một cách chín chắn, nếu không chín chắn chỉ luống công thôi, dốt cuộc sanh tử vẫn quần sanh tử, không thoát ly ra được đó nghe. Rồi còn nói Di Đà luôn niệm đừng phai lâm chung, mắt đặng công dài quá cao. Di Đà sáu chữ nói liền, lòng phạm rất sạch qua liên dựa kề, nằm ngồi đi đứng đừng quên, Di Đà luôn niệm được lên tòa vàng. Đây là lời nói em yêu cầu tôi nhắc lại. Nhắc lại cho cô bác anh em nghe để mà gà theo, mà vừa lo cúng lại niệm Phật, lo hạ thủ công phu để mình không uổng công. Ông Phật ổng nói đó, người tu hiền phải hạ thủ công phu ngon lành, mà trước khi em cúng lại rồi phải không, em phải ngồi xuống em trụ đi. Ông Phật ổng đẻ ra 7 bước 7 bóng sen mà ổng còn phải trụ 6 năm, còn mình giờ mình là chúng sanh mà sao em không trụ? Trụ đi, trụ cỡ chừng 50 câu hay là 100 câu, mà trong chục câu, 500 câu, 100 câu đó em đừng nhớ thiên nhớ địa gì hết trơn á. Nguyện tiếng chuông lành thông cắt cõi, thiết di địa ngục cũng nghe gành. Nhờ chỗ đó mà mình lo cúng lại niệm Phật, lo hạ thủ công phu ngon lành thì mình sẽ được Phật cứu. Dạ, theo như bà Năm đó thì thầy nói là ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong đốn đạo dễ thời. Thầy nói ít lời của thầy mà để thấy sao trong cuốn giáo lý thầy nhiều quá mà thầy nói ít lời là sao bà Năm? Thì thầy nói vậy đó, chứ không có ít đâu, trên 20 vạn lời tổ thầy để lại. Nhưng mà thầy nói câu nói này nữa nghe em, thầy nói nè, đục trong 4 cuốn ngọn ngành, khuyên người trao chĩa chữ lành cho xong. Có chữ một à? Chữ lành một. Nhưng mà trong số đó nó nhiều lắm cơ ngư, nhiều lắm.
Ông Phật ổng dạy mình á, ổng nói trên 20 vạn lời tổ thầy để lại, gắng mà nghe, gắng mà học, đặng gắng hành theo, đặng nữa đặng mình còn thấy Phật với người ta nghe cưng, gắng thấy tánh đừng lòng sao lãng nghe, tu theo lìa hờ đời hẳn phế vong, hiểu đại thừa thấy đặng tâm thông, phải cung kính hết lòng cầu học, rồi phải lo gắn gỗ công phu. Nếu người tu hiền thì phải cần gắn gỗ công phu một cách chín chắn, chứ đừng có sao lãng, chứ đừng có. Ông Phật ổng nói nè, nghe ổng nói á, đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con vậy đó, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời nữa sao, đến việc biết đời bây giờ chưa thấy, nó thời không tin đâu. Con hỏi bốn con giảng ở bên Kim Cổ Kỳ Quang nhé, bà coi mà bà giải được thì giải, không được thì thôi ha bà Năm. Con hỏi bên Kim Cổ Kỳ Quang, tức là ông Ba Thớ đó. Điềm bứng thủ lưỡng hình loạn trị, quả điềm này thình tị loạn thâm. Diêm chúa khởi bên Năm, hoàng dương văn thình tị. Thì đó, bốn câu thơ đó là cần biết bốn câu của cái đời tới nữa đó. Của đời tới nữa, của sấm nổ giang thình nữa, của mà ông Tứ Thánh ổng cũng dạy bên mấy câu đó nữa đó. Hay lắm. Diêm chúa khởi bên Năm là phải khởi bên Năm lên không? Bên Năm là bệnh dịch không? Bệnh dịch ôn đưa tới đó, bệnh dịch ôn khắp nước lan tràn. Dữ lắm, không có còn yên tịnh nữa đâu nghe cưng. Cưng đừng dễ ngư mà lầm nha. Ông Phật ổng nói rồi đó, ổng nói đó, đời hạ nguyên nay đã hết rồi, thành thử ra Phật mới xuống thế mình đặng mà dạy đời, dạy đời để cho anh em cô bác tu hiền cúng lại niệm Phật, rồi đặng hạ thủ công phu, rồi đặng mà về sống đời thượng nguyên thánh đức với người ta. Chứ đừng có ở đây mà trì quẩn hoài chết à. Thì thầy nói là trong các giảng thầy luôn, mà già dạ, giảng khác cũng vẫn nói luôn, là nghe nói là thầy nói là canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Là một chỗ là nói với Năm Dậu là canh khuya là con gà nó gái lên là nghĩa là nửa năm đó, gái lên là mới ngưng máu đào. Có chỗ thầy nói là Thân Dậu niên lai kiến thế bình, cũng là cái năm gà để là hòa bình trở lại luôn. Cái năm gà đó là gà của người ta 12 năm đó. Chứ không phải gà của em mà nửa chừng gì đâu nghe, gà 12 năm canh phia gà gáy máu đào mới ngưng. Rồi em nghe nói không, em nghe nói ăn Tết đi đá thiệt đông, đi qua chợ lớn Gò Công trở về đi tình cùng lục tỉnh thôn quê, chú đi tay trắng trở về tay không. Câu đó của Tam Bản Thơ đó. Tam Bản Thơ đó. Sao mà dịch cái câu đó là câu có hay lắm bằng lắm. Cái câu đó đó hả? Câu đó mà gì mà đi ăn Tết đi đá quá đông rồi. Đi đá gà chứ đi đâu. Rồi đi qua lục tỉnh là con nghĩ là qua lục tỉnh là nó tràn qua đây lục tỉnh mình nó nghe. Không làm được gì hết, trở về tay không. Chú đi lục tỉnh trở về tay không. Đi cùng lục tỉnh thôn quê, chú đi tay trắng trở về tay không đó. Tao mà thôi, còn có đoạn nói là ai có đó tôi khùng 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, tháng giêng muốn nóng mặt khô. Nghĩa là cái câu đó là muốn nói cái 30 tháng chạp là cái gì mà mũi chung vô vậy bà Năm? Mũi chung vô hả? Mày không biết hả? Dạ, con nghĩ là giặt nó qua chứ con không nghĩ là... Thì giặt qua, giặt qua. Nhưng mà cưng, tôi cho cưng biết nè, giặt qua là gì? Dở mùng là dở bảy núi. Dở bảy núi rồi mũi nó mới vô. Dở mùng mũi vô. Thầy là muốn ám chỉ mấy thầy, cho nên giặt nó vô đây, nó bảy núi lên. Nó vô đó là nó chiếm núi. Nó vô nó chiếm đó nhưng mà đâu có được. Chết nhiều lắm rồi. Không ai chôn cả. Tàu phẹt ơi, ai đâu mà chôn, đã Tết, ăn Tết đi đá thiệt đông. Ăn Tết đi đá thiệt đông, đi qua chợ lớn Gò Công trở về. Trời ơi, đá gà mà mày phải biết chứ. Ở nhà là cái đó là ví dụ thôi, chứ là đi qua đây đang chiếm. Đi chiếm cái bảy núi đó đó, đi chiếm cái bảy núi đó đó. Bảy núi gì, cái gì chống mà nó chiếm gì mà đó? Định Giang. Định Giang lộ giá. Mày không nghe cái ông Tứ Thánh à? Ủa, cái ông Bác Vật Lan ổng nói hả? Ổng nói tới 8 câu thơ mà ta thuộc được có câu 2 câu à. Ổng nói bát ngôn bích ngọc ẩn bên trong,
Vật y đa giáp kim khôi máu lan thấy tận tường chớ phải không? Nhỏ nó đang học, mà nói hay nó đang học. Ừ. Tám câu lận mà tao thuộc. Bây giờ thì thôi cũng xin khép lại cái chương trình. Thì đại bà Năm cũng lớn tuổi rồi, cũng xin phép nói chút đỉnh thôi, chứ nói nhiều quá bà Năm mệt thì mấy con cũng không vui. Thì thôi bà Năm cũng kết chương trình, bà Năm cũng phiên bà con trên cộng đồng mạng cái gì đó thì nhắn nhủ bà con đi. Mà cũng còn hai câu là kết chương trình đấy bà Năm. Nhắn nhủ bà Năm, con tu hành gì đó, thời buổi này là nó cận kề rồi. Xin mời bà Năm. Đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non ngang. Rồi tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng ngang. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt đó. Hạ quân nay đã hết đời rồi, khuyên trong bổn đạo dĩ kẻ nghe tu hành, nguyện ước cầu mai thượng quân hồi phục là ngày an cư. Tôi chỉ có bấy nhiêu lời để chúc cô bác anh em để mà tấn triển trên con đường đạo pháp và đạo quả viên dung, công tội viên thành. Xin cô bác anh em cũng hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật.